top beat by DJ S. Đây là âm nhạc có thể đi trong tâm và trí. Ta hầm hầm nói lên câu khiến người ngẫm và nghĩ. Ta âm thầm đưa ý nghĩ đánh thăm bài nhĩ sau thâm tâm. Nơi sự thật không bị cấm là vì đây là âm nhạc có thể đi trong tâm và trí. Ta hầm hầm nói lên câu khiến người ngẫm và nghĩ. Ta âm thầm đưa ý nghĩ đánh thăm bài nhĩ sau thâm tâm. Nơi sự thật không bị cấm là vì đây là âm nhạc không phải tình cảm sướt mướt. Nơi tay viết theo suy nghĩ không thể tính bước trước. Đây là âm nhạc khi bài hát có từ cần với rũ, và nhất là khi bài hát có từ vần với ủ. Tôi cười khi tôi cười vì họ thay đổi chóng thật. Đây là từ ngữ họ vẫn dùng khi nóng giận. Đây là từ ngữ con họ nghe ở đời sống thật. Vậy nếu âm nhạc này là căn bản thì họ biết ai là đấng. Và tôi chỉ là kẻ đưa đời vào nhạc, khác về những thứ có thể thấy ở bất cứ nơi nào khác. Không yêu đương nhàm nhí từ ngữ rời vào rạc, vì sự thật không phải thấy chọn cũng như lời mà rap. Và đây là âm nhạc thời buổi này muốn tìm thật khó. Ta đi ngược với số đông cũng sức cản lực gió. Ta vứt bỏ nếu những thằng đó đã dựng các việc thì cái các việc của mày nó nói biết nhỏ. Này là âm nhạc có thể đi trong tâm và trí. Ta hầm hầm nói lên câu khiến người ngẫm và nghĩ. Ta âm thầm đưa ý nghĩ đánh thăm mà nhĩ sau thâm tâm. Nơi sự thật không bị cấm là vì đây là âm nhạc có thể đi trong tâm và trí. Ta hầm hầm nói lên câu khiến người ngẫm và nghĩ. Ta âm thầm đưa ý nghĩ đánh thăm mà nhĩ sau thâm tâm. Nơi sự thật không bị cấm là vì và đây là âm nhạc đeo cực thanh nhạc. Người tham gia là nhà cái gặt hái qua từng canh bạc. Phần câu để anh tạc ra việc tao canh tác. Gạt mọi sự giả tạo nói chung và các thứ hư danh khác. Real rap không xanh mát không vú đít và lầu. Nếu mấy chú thích đỏ thì cứ bu đít tôi đừng bốc cước vào mồm. Anh em dốc sức một lòng từng hẻm hốc của Sài Gòn. Từng phố phường của đất Hà Nội những cái bài tác tử cùng ráng viết vài dòng. Đem cầm dài dòng vì vài đồng từ cái bài các cô. Lát đát lát khô các bạn khoác lát chém gió cho mát lát lát khô. Xe rác thô thiển vào lời nhạc sẽ được tao hô biến. Vì nghệ thuật là phép màu vô biên đau đầu độc như là vô tuyến. Tao tiếng mà lo biến nếu mục đích tụi mày làm nhạc để có tiền. Thằng chó đi nghiệp chứ sau này gia đình để con đều có miệng. Thật khó khuyên tụi mày tập trong khu luyện người xỏ xiên. Người ta tao làm nhạc không vì mục đích kinh doanh các bé xe khó kiện. Mà khó thiệt khi idol mấy cân như mấy thằng bỏ quyện. Thỏ diện cả bài hổ báo với tao là cho mày đỏ miệng. Ngõ chuyện được rõ miệng chứng tỏ khoảng ngay và lì. Vì Ray ơi đủ mẹ nó tụi nó biết đây là gì. Đây là âm nhạc có thể đi trong tâm và trí. Ta hầm hầm nói lên câu khiến người ngẫm và nghĩ. Ta âm thầm với ý nghĩ đánh thăm mà nhĩ sau thâm tâm. Nếu sự thật không bị cấm là vì đây là âm nhạc có thể đi trong tâm và trí. Ta hầm hầm nói lên câu khiến người ngẫm và nghĩ. Ta âm thầm với ý nghĩ đánh thăm mà nhĩ sau thâm tâm. Nếu sự thật không bị cấm là vì đây là thứ khiến những kẻ giàu và thâm mặt, những cái miệng xảo cho câm bặt. Để tự tin đó là nơi tạo ra âm nhạc. Nhạc này để tương phản nếu những gì tôi nhớ không sai. Đẹp như cô gái trong mơ, gai góc như mớ trong gai. Nhạc này là thuốc giã tất nên nó đắng ngắt trong tai. Là củi khô giữ ngọn lửa lương tâm chẳng tắt không phai. Và chắc hẳn không ai muốn thấy những cái dấu bà xí. Cho nên vài cậu báo chí nghĩ sự thật phải rốt thật kỹ. Thay vào đó họ viết hoàn toàn những thứ phù phiếm lan man. Rồi lên đăng đàn của suy lũ điếm lăng loạn để đánh lạc hướng chuyện xăng vàng. Hay việc các sếp bài mẹ ăn hàng. Hay cậu bác nào làm dâm tặc chỉ cần đưa chỉ thị nó kia lập tức các báo đã câm bặt. Vậy đành dùng âm nhạc thanh tẩy như da ve đậm đặc. Khi nhà chức trách ngậm miệng ăn tiền ngậm như ca với ngậm cả. Đây là âm nhạc hãy phân biệt âm nhạc với âm thanh. Không phải thứ quạc quạc nghe mà muốn thành kẻ tóc bạc của xuân xanh. Muốn làm sạch lỗ tai nơi bao điều nhỏ nhen cứ oanh tạc. Dùng nhạc để tẩy trắng nhân gian vốn đỏ đen như canh bạc. Điều đơn đặt đảo điên đánh đổi đầy đau đớn đương đời. Được đem đưa đi đầu đốt để đẹp đẽ đường đời. Đây là âm nhạc có thể đi trong tâm và trí. Ta hầm hầm nói lên câu khiến người ngẫm và nghĩ. Ta âm thầm với ý nghĩ đánh thăm mà nhĩ sau thâm tâm. Nếu sự thật không bị cấm là vì đây là âm nhạc có thể đi trong tâm và trí. Ta hầm hầm nói lên câu khiến người ngẫm và nghĩ. Ta âm thầm với ý nghĩ đánh thăm mà nhĩ sau thâm tâm. Nếu sự thật không bị cấm là vì đây là âm nhạc.